Xin chào cả nhà. Hôm nay Trúc muốn nói đến một cái vấn đề mà cũng rất khá là hot, và hầu như là tất cả các chị em và cũng như nam giới đều rất là quan tâm về cái vấn đề này, đó là cái vấn đề là thâm mắt. Thì theo mình thấy là hầu như là khoảng 98% là các chị em đều bị thâm mắt. Là thâm mắt nó có nhiều nguyên nhân lắm, có thể là do là nghỉ ngơi không có đủ giờ đủ giấc, các sinh hoạt không có hợp lý, và bị căng thẳng, bị stress cũng gây ra thâm mắt, không mắt. Và một nguyên nhân nữa đó là do bị di truyền, nhưng mà theo mình thấy là các bạn bị thâm mắt nguyên nhân nhiều nhất là do là thiếu ngủ, mất ngủ, chế độ dinh dưỡng không có hợp lý, thì nó cũng sẽ xảy ra cái tình trạng thâm mắt và gây ra cái vòng mắt. Thì khi mà chị em bị thâm mắt hay là bị vòng mắt á, thì sẽ làm cho mình kém cái vẻ tươi tắn hơn và làm cho mình có vẻ là già đi trước tuổi. Thì cái tình trạng này mình thấy là rất là nhiều chị em bị và đã inbox cho Trúc rất là nhiều hỏi về cái tình trạng này. Thì hôm nay là Trúc sẽ giới thiệu đến cho khách một cái dòng sản phẩm. Sản phẩm này rất là tin dùng, rất là được nhiều cô gái Hàn Quốc tin dùng nha, và sử dụng có hiệu quả tức thì sau 2 tuần. Thì do là mình đã xài qua và mình đã cảm nhận được là nó giảm cái quầng thâm mắt mình rõ rệt lắm, vì chú cũng bị thâm mắt và bị vòng mắt. Thì chú đang sử dụng, thì cái dòng sản phẩm này là của Hàn Quốc, thì khách cứ an tâm khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Một tuần mình chỉ sử dụng có, một ngày mình sử dụng 2 lần, và nó là cái dạng tinh chất sẽ nhỏ như vậy đó. Đó là cái dạng tinh chất, thì khi mà mình sử dụng mình bôi lên trên cái phần da mắt mình á, thì nó sẽ làm, nó sẽ thẩm thấu sâu vào cái lớp bên trong da mắt, và nó sẽ làm cho da của mình từ từ là trắng lên, sáng lên và làm đều màu da, giảm thâm và giảm một mắt luôn. Đây, cái hộp của nó là Elravi của Hàn Quốc. Elravi của Hàn Quốc, có tên của Hàn Quốc nha khách. Đây, hàng mình nhập đều là của Hàn Quốc. Thì cái trong cái hộp này nó sẽ có, nó sẽ có 10 chai vậy. Mình đã sử dụng 2 chai nên mình thấy rất là hiệu quả. Nên mình muốn giới thiệu cho khách một chai nhỏ của nó là như vậy nè. Thì cách sử dụng rất là đơn giản nha. Cái này nó chỉ chuyên biệt dùng cho cái vùng da quanh mắt thôi, rất là dễ sử dụng. Khi mà các bạn mở cái nắp ra, dùng cái ngón tay út thấm vào, bạn chấm đều lên trên cái vùng da mắt nha. Sau đó thì các bạn phải dùng cái ngón tay này, là cái ngón tay cái lực của nó là yếu nhất, vì cái vùng da mắt của chúng ta rất là mỏng manh, cho nên là tốt nhất là nên dùng cái ngón tay áp út nha. Đây, các bạn hãy mát xa đều và gõ nhẹ. Mát xa đều và gõ nhẹ, sáng một lần, tối một lần, và các bạn thoa cái này trước khi các bạn thoa kem lên nha. Đó, rất là đơn giản, và cái tinh chất này á, khi mà các bạn massage lên trên da thì nó sẽ thấm vào da liền luôn, là sẽ thấm vào da làm cho da mình căng lên, bóng lên liền, không có bị rít hay là cái cảm giác mà nó khó chịu, khó ngủ đâu, dễ chịu lắm. Khách sử dụng đi khoảng 2 tuần là các khách sẽ thấy kết quả rõ rệt, giảm rõ cái vòng mắt, xẹp cái vòng mắt rõ luôn, và nó sẽ làm cho cái da của mình nó giảm thâm rất là nhiều, và giảm luôn cái vết chân chim nha khách. Hay một cái chai serum như vậy nè, nó là dạng tinh chất thì chỉ có 400 ngàn thôi, nhưng mà khách sử dụng được đến ít nhất là phải 3 tháng nha, rất là nhiều. Một chai này chắc là cỡ 10 và 15, cỡ 10 ml đó khách, xài rất là lâu ha. Khách có mua hàng thì
inbox cho Trúc nha, để mình sẽ tư vấn cụ thể về tình trạng của từng 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 khách nha. À, cảm ơn. Xin chào khách nha.